Thực hiện phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, từ năm 2012, Ban chỉ huy quân sự huyện Bảo Lâm đã chọn thôn 2 xã Lộc Tân, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để thực hiện công tác dân vận, hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng vật nuôi và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó nổi lên là xây dựng công trình điện thắp sáng đường quê trong thôn của lực lượng vũ trang địa phương. Sau khi hoàn thành, đã có phần nhân lên niềm vui cho bà con đồng bào nơi đây. Nằm ở khu vực trung tâm của thôn 2, kể từ ngày có điện đường thắp sáng, quán tạp hóa của gia đình anh Cờ Kiểu nhộn nhịp hẳn lên. Cảnh điều hiu vắng vẻ trước đây được thay mới bằng nếp sống văn minh. Trước đây thì bà con chỉ có ánh sáng cái đèn đường thì cứ ai đi làm về mệt rồi cứ điện ai nới sáng rồi. Không như bây giờ cũng có ánh sáng rồi. Tôi xin đại diện bà con ở đây cảm ơn Đảng Nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện cho bà con ánh sáng này. Các chú bộ đội đã làm đèn cho nông thôn như vậy đi sáng là vui. Công trình điện thắp sáng đường quê do cán bộ đoàn viên cơ quan quân sự huyện Bảo Lâm và sự hỗ trợ của chi đoàn cơ sở công ty điện lực thành phố Bảo Lộc. Tuyến đường liên thôn có chiều dài trên 2 km, được lắp sáp bóng đèn chiếu sáng, kết hợp làm mới đường dây và thay bóng đèn cho 25 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền 50 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí ủng hộ của các doanh nghiệp trong tỉnh và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương. Từ khi mà chúng tôi hoàn thành cái công trình này thì được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá rất là cao. Và bà con nhân dân thì đồng tình là ủng hộ và hưởng ứng. Và điều đó nó mang lại một cái ánh sáng cho bà con đi lại nó đỡ vất vả hơn. Và đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự của thôn xóm. Và đặc biệt là các cháu thiếu nhi thì cũng rất là phấn khởi. Chi đoàn điện lực Bảo Lộc cũng phối hợp với bên Ban chỉ huy quân sự huyện Bảo Lâm, phối hợp với trưởng thôn 2 của xã Lộc Tân thường xuyên tiến hành kiểm tra bảo dưỡng. Khi có phát hiện mà những cái mà trục trặc nhỏ thì sẽ báo ra bên chi đoàn điện lực Bảo Lộc để phối hợp khắc phục. Ở đâu còn gian khó, ở đó có bộ đội Cụ Hồ. Tinh thần xung kích, tình nguyện của người lính luôn được thắp lên bằng lòng nhiệt huyết và trách nhiệm để ngày càng lan tỏa nhiều hơn những mô hình, công trình ý nghĩa, góp phần mang đến niềm tin và hy vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, văn minh hơn cho bà con nhân dân ở những vùng còn lắm gian nan, vất vả. Thôn 2 xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm có gần 300 hộ dân với trên 1.200 dân khẩu. Trong đó, người đồng bào dân tộc Châu Mạ chiếm khoảng 95%, bà con đa số theo đạo Công giáo. Kể từ ngày có điện chiếu sáng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn được giữ vững, không còn xảy ra tình trạng trộm cắp, mất an ninh trật tự và nỗi lo va quẹt giao thông. Hệ thống điện đường có lắp đặt đồng hồ hẹn giờ, tự động bật tắt khi trời tối sáng nên rất thuận lợi. Một chương trình có nghĩa là niềm tin, ánh sáng là niềm tin. Từ đây bà con có thể từ ánh sáng này có thể là nâng cao thêm về dân trí, về phương thức cách làm ăn và cách em học hành có thể là đi em học hành có thể là tiến xa hơn. Trong nhờ ánh sáng. Hy vọng rằng cái mô hình này chúng tôi sẽ làm và sẽ tiếp tục duy trì, mang lại hiệu quả thiết thực đối với lại địa bàn mà chúng tôi xây nông thôn mới. Mô hình thắp sáng đường quê được triển khai ở nhiều địa phương trong cả nước, nhưng ở một địa bàn còn nhiều khó khăn thiếu thốn, thì công trình điện thắp sáng này đã thể hiện tình cảm sâu sắc tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, góp phần làm thay đổi đời sống người dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn vùng sâu vùng xa ngày càng phát triển. Ngày nó trôi ra là không biết bao nhiêu, dớt 4 người, 3, 2, 3 xe tải, rồi xe cẩu. Một trận mưa vậy là phải mất 3 ngày, 4 ngày mới rồi. Họ trồng cái gì là thải ra cái đó. Nào cây, nào que, nào gì, chai thuốc, sâu là họ...